Kính chào các quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em chữa các bài tập trong quyển sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 1 của quyển sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Ở phần nói và nghe hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chủ đề những ngày hè của em. Để hiểu rõ hơn về chủ đề những ngày hè của em, chúng ta hãy cùng nhau đi làm bài tập số 1 và số 2 ở trong sách giáo khoa nhé. Ở bài tập số 1, kể về điều đáng nhớ nhất trong kỳ nghỉ hè của em. Để có thể kể về điều đáng nhớ nhất trong kỳ nghỉ hè của em thì chúng ta có thể dựa vào 3 gợi ý ở trong sách giáo khoa như sau. Câu hỏi đầu tiên, nghỉ hè em được đi những đâu? Câu hỏi thứ hai là em được tham gia những hoạt động nào? Câu hỏi số 3 đó là em nhớ nhất điều gì? Cô sẽ trả lời các câu hỏi này như sau. Với câu hỏi đầu tiên, nghỉ hè em được đi những đâu, thì cô sẽ trả lời là nghỉ hè em được về quê ngoại chơi. Em được tham gia những hoạt động nào? Thì những hoạt động mà em được tham gia đó là thăm ông bà, họ hàng ở quê, cùng các anh chị chơi thả diều, đá bóng trên đồng, tham gia sinh hoạt hè cùng các bạn cùng tuổi trong xóm. Em nhớ nhất điều gì? Điều mà làm em nhớ nhất đó là được đi thăm ông bà ngoại và họ hàng ở quê. Như vậy là cô đã trả lời được xong câu hỏi số 1. Hoặc là chúng ta có thể có cách trả lời khác như sau. Nghỉ hè em được đi du lịch cùng gia đình. Những hoạt động mà em được tham gia đó là tắm biển cùng gia đình, cùng bố thả diều trên bãi biển, xây lâu đài cát cùng anh, chị, em. Em nhớ nhất là được cùng cả gia đình vui chơi trên bãi biển. Như vậy là cô đã dựa vào 3 câu hỏi gợi ý ở trong sách giáo khoa và kể lại những điều đáng nhớ nhất trong kỳ nghỉ hè của cô. Các con hãy dựa vào gợi ý và bài làm của cô để có thể kể về điều đáng nhớ nhất trong kỳ nghỉ hè của mình nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài số 2. Em cảm thấy thế nào khi trở lại trường sau kỳ nghỉ hè? Để trả lời được câu hỏi số 2 thì các con cần suy nghĩ thật kỹ, sau đó chúng ta sẽ trả lời câu hỏi số 2 nhé. Cô sẽ ghi lại vào vở bài tập như sau. Em cảm thấy háo hức vì được gặp lại thầy cô, bạn bè, em thấy mình lớn hơn so với năm học trước. Như vậy là cô cùng các con đã chữa được xong phần nói và nghe. Các con hãy ghi lại vào trong vở bài tập một cách thật cẩn thận, sạch sẽ và rõ ràng nhé. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là phần vận dụng. Ở phần vận dụng này thì chúng ta sẽ viết 2 đến 3 câu về những ngày hè của em. Để viết được về những ngày hè của em thì các con có thể dựa vào câu hỏi số 1, câu hỏi số 2 chúng ta đã hoàn thành ở trên. Cô sẽ giải bài tập này như sau. Nghỉ hè, em được về quê ngoại chơi. Trong chuyến đi đó, em được thăm ông bà, họ hàng ở quê. Em cùng các anh chị chơi thả diều, đá bóng trên đồng. Em được tham gia sinh hoạt hè cùng các bạn cùng tuổi trong xóm. Trở lại trường, em cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu. Em cũng thấy yêu quý và hiểu hơn về ông bà ngoại và họ hàng bên ngoại. Hoặc là các em có thể viết về nghỉ hè, em được đi du lịch cùng gia đình. Nghỉ hè, em được đi du lịch cùng gia đình. Trong chuyến du lịch, em được bố mẹ cho đi tắm biển và thả diều ở ngay trên bãi biển. Sau đó, cả nhà em còn cùng nhau xây lâu đài cát. Em rất thích được đi du lịch cùng gia đình. Đó là cách viết về kỳ nghỉ hè cô được đi du lịch cùng gia đình. Các con hãy viết lại lời giải chi tiết này vào trong vở bài tập một cách thật chính xác và đẹp đẽ nhé. Hẹn gặp các em ở các video tiếp theo.